Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Thờ thần tài thổ địa, thờ thần Phật không quan trọng lớn bé, điều cốt yếu là nơi thờ cần trang trọng, hiểu rõ ý nghĩa các vị thần mình thờ phụng. Bài trí tượng thờ, nhìn từ trong ra ngoài, ông địa nên bên tay trái, ông thần tài nên bên tay phải. Khi chọn tượng phải chọn thật kỹ, với tượng Phật phải có nét mặt phúc hậu và từ bi. Với tượng thần tài thổ địa, thần thái của tượng phải thật vui tươi, ông địa thần tài càng vui càng tốt. Không lựa chọn kỹ sẽ gây nhiều rắc rối. Có những gia chủ của tôi lúc đi chọn tượng vào ngày tâm trạng không vui vẻ, nơi bán thiếu ánh sáng, về mới phát hiện nét mặt của tượng rất là kém vui, do người khắc tượng trong lúc khắc tâm trạng họ không tốt. Ở một trường hợp khác, vì cả nể hoặc là tiết kiệm giữ lại tượng của người chủ trước, thế là mỗi ngày những vị gia chủ này khấn trước bàn thờ, nhìn vào sắc thái kém vui này làm sao có thể phấn khởi được. Những kiêng kỵ đặt bàn thờ cần lưu ý: kỵ cửa song thẳng vào, ngoài bàn thờ thổ thần thổ địa, kỵ tầng trên hoặc dưới có nhà vệ sinh, kỵ đặt dưới gầm cầu thang, kỵ đặt dưới sàn ngang, kỵ gần thùng rác hoặc là nơi thiếu trang nghiêm. Bàn thờ nên lưng có điểm tựa, luôn gọn gàng sạch sẽ, đặt vào tại vị của mỗi ngôi nhà. Từ xa xưa, con người thờ những vị thần, thần sấm, thần đất, thần mưa, bắt nguồn từ những e sợ thiên nhiên và những điều không lý giải được bằng duy vật. Khi bài bàn thờ chủ yếu chia thành thiên bộ thần và địa chủ thần. Thiên bộ thần chỉ về Quan Thế Âm và Phật Tổ. Chọn pháp khí thờ nên chọn bằng đồng là thích hợp nhất. Đồ cúng dùng đồ màu vàng kim, nhang hương cốc thờ đều chọn vật bằng đồng. Về lễ vật khi cúng nên cúng trái cây, bánh ngọt, rượu vang, nên nhớ không nên cúng thức ăn. Địa chủ thần thuộc thần cấp thấp trong lục đạo chúng sinh. Các thần dưới thiên bộ thần thường là những người chết mà không đạt đến thiên bộ, hoặc không thể đầu thai như bản thân tại vị mong muốn, hoặc có tu trì sau khi chết đương nhiên vẫn còn lưu lại trần thế một thời gian, vì vậy được làm thổ thần thổ địa, có thể cai quản một vùng, một khu đất. Đây là lý do vì sao có thổ địa. Trong đó thần tài thổ địa được thờ phụng từ lâu đời. Người xưa quan niệm thờ thần tài thổ địa trong nhà để cầu mong cho gia đình êm ấm, cầu tài lộc. Ông địa có biết đốt thuốc không? Người Việt chúng ta có nhiều nhà cho ông địa đốt thuốc, có nhà lại không. Thực tế thói quen của thổ thần thổ địa như con người chúng ta, những gia chủ không biết thì ông địa trong nhà này cũng không biết đốt thuốc. Tay trái ông địa cầm thổi vàng, tay phải cầm quạt. Cái quạt này dùng để biểu thị cho sự mát mẻ và sảng khoái, tự nó có ý nghĩa đem đến điều lành, điều mới. Vậy mà chúng ta lấy cái quạt ông địa đi, thay vào đó đốt thuốc cho nóng và có khói hại. Có nhà lại cấm thuốc vào cả lư hương hay còn gọi là bát hương. Ý nghĩa của bát hương là cấm hương hay còn gọi là nhang. Các nhang hương này thay cho tấm lòng của gia chủ, gửi những lời nguyện vào hương hướng về thế giới tâm linh. Việc cấm thuốc vào bát hương càng ngược ý niệm trên. Ngoài ra còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Khi thắp hương các vị nên nhớ, một nén hương thơm hơn một bó hương tạp. Vì vậy nếu mỗi ngày thắp nhiều hương loại thường thì nên chọn loại tốt, một cây một tuần là đủ. Nói về bàn thờ thần Phật hoặc gia tiên nên cao chừng 1 mét, tốt nhất ở hướng đông tây nam bắc. Bàn thờ nên có điểm tựa nhưng không nên tựa vào nhà vệ sinh hoặc là dưới gầm cầu thang, lớn nhỏ tùy vào diện tích phòng. Đặc biệt bàn thờ ông thần tài thổ địa nếu có thể đặt vào tài vị để thúc đẩy tài vượng cho gia chủ rất là tốt. Để tìm ra tài vị nên tính theo phương pháp huyền không phi tinh, các bạn có thể tham khảo thêm tại các website của tôi. Khi chọn ngày lành để cúng nên kết hợp với hướng nhà, phi tinh lưu niên và mệnh khuyết của gia chủ là tốt nhất. Về ông địa, trong đời sống người xưa phần lớn dựa vào nông nghiệp, mà nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thiên nhiên, đất đai, thời tiết, khí hậu. Trong đó đất đai được xem là yếu tố cơ bản đầu tiên
cấu tạo nên vạn vật, giúp cho người ta có được cuộc sống ấm no và sung túc. Vì thế, thần đất hay là thổ thần là một trong những vị thần được cư dân nông nghiệp luôn để tâm đầu tiên. Về hình tượng ông địa ở Nam Bộ, thì tượng ông địa hay tranh vẽ thường là một người trung niên mập mạp bụng bự, miệng cười hể hả, tay cầm quạt, tay cầm thỏi vàng, sắc thái hào sảng, mang đầy chất phong thịnh, và nó cũng mang chút hơi hướng của sự hài hước. Đây cũng là một đặc trưng trong tính cách của người Nam Bộ. Về thần tài theo tín ngưỡng người xưa là một vị thần mang đến của cải tài lộc, sự sung túc cho gia đình. Mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khẩn thần tài, mong tài lộc. Phổ biến nhất ở các hộ kinh doanh thường là xuất hiện bàn thờ thần tài hướng ra cửa. Tượng thần tài ở Việt Nam được tạo hình theo tài lộc châu quân, có hình tượng râu tóc bạc phơ, tay cầm đỉnh vàng, vẻ mặt tươi vui và phúc hậu. Thần tài mang yếu tố tâm linh và đời sống văn hóa của người Á Đông khác nhau ở hình ảnh và sự tích như thế nào, nhưng cùng chung một suy nghĩ mong cầu tài lộc. Thờ thần tài là để công việc hanh thông, được may mắn tài lộc trong việc kinh doanh, gặp được người sẵn sàng trợ giúp cho mình, gọi là quý nhân, sự nghiệp được thuận lợi và phát triển. Nếu cầu tài lộc thì tượng ông địa ông thần tài là phù hợp. Nếu trong gia đình thờ Phật Tổ hay Quan Thế Âm thì đây là hình tượng để ta noi theo, không nên cầu tài lộc. Thờ thần Phật không quan trọng lớn bé, điều cốt yếu là nơi thờ cần trang trọng, hiểu rõ ý nghĩa các vị thần mình thờ phụng. Kết luận cuối cùng, bàn thờ không phải to là linh nghiệm, bài trí phù hợp với diện tích theo của phòng, vừa theo ngũ hành và thẩm mỹ cảnh quan chung, nên hiểu rõ ý nghĩa các vị thần mình thờ phụng. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.